việc á, hôm nay á, là đi lễ ở trên Greensboro á, cách nhà thi cũng 40 phút anh. À, hôm nay á, trên nhà thờ ở Greensboro có rước kiệu Đức Mẹ. Đức Mẹ lúc trước về chỗ cái nhà thờ thi á, là Holy Family gần nhà. Rồi hôm nay Đức Mẹ là đi tới nhà thờ ở St. Mary Greensboro, nên mình lên đó để mình tham dự cái rước kiệu của Đức Mẹ. Nghe nói là múa nữa, có mấy em dân hoa gì? Đúng rồi, có mấy em hoa, nhỏ dân hoa cho Đức Mẹ hôm nay. Rồi, gia đình Cam Thi đã tới nhà thờ cả nhà ơi. Nhà thấy màu tím hôm nay là Thi mặc á, là cao dài này á, mua ở bên Cali á. Hả? Có rồi, có trong đây anh. Mua bên Cali á, hôm nay mới có dịp mặc. Trời ơi, Cali bán quá trời dài, bữa Thi qua bên đó đó là mua chắc cũng 10 cao dài á. Tim đây chào con, xin chào. Vui quá à. Thì đi thích đi lễ trên này lắm, tại Việt Nam mình á thấy là cũng gần gũi không. Cái xin chào mà cô chú mọi người nè con. Chào mọi người rồi mình đi vô nghe, chuẩn bị đó, để nhập thờ thì chiếu quang cảnh nhà thờ cho mọi người thấy. Nghe đây đẹp quá trời nè. Mình đứng đây hả? Thái con là chào chú. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chào thầy. Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mẹ Chúa Trời. No.
Chúa ở cùng anh chị em. Và kính chào quý ông bà anh chị em. Chiều hôm nay con thấy cộng đoàn đi rất là đông, tạ ơn Chúa. Chúng ta đã có một buổi rước kiệu rất là xuất sắc, rồi sau đó chúng ta cho các em nhân hoa rất là đẹp, bài hát rất là hay. Và nghĩ là Đức Mẹ hôm nay cũng rất là vui khi mà cộng đoàn chúng ta có cái lòng như với Đức Mẹ như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự ngày hôm nay, đặc biệt là đoàn, đặc biệt các em nhân hoa, các chị tập và nhân hoa trong suốt những cái tháng vừa qua. Xin cộng đoàn chúng ta cũng cảm ơn tất cả các em. Cầu nguyện theo ý nguyện xin, cầu nguyện cho một người anh đi xa với những công việc mới được bình an và thuận lợi. Cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Adam, cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baptista Lê Quang Ngộ, bố của chị Thi Thao năm nay cũng thấy như vậy. Nên là cầu nguyện cho bác mới qua đời gần đây. Để chúng ta cầu nguyện cho bà Maria Đoàn Đạo Thị Nam, số 27. Yêu sâu xa nhiều, anh ra chiều theo xa con yêu. Thôi để xin phép tại vì nào nó là bạn đi cố gắng nhé, có mặt có gì phải chia buồn gia đình nha. Dạ cảm ơn anh, chụp thịt với cha ha. Rồi Đức Mẹ đẹp quá ha, đó Đức Mẹ cha chụp hai bố con, dạ, hai bố con. Chung ba cha sợ trên kia nhiều lắm rồi. Okay. Không nhé. Không phải đâu này. Cái này là quay vợ chồng cô chú. Là cô chú tư vấn. Dạ. Nhưng mà không ngờ quay ngay cái trường đại học. Mới là cho. Cô chú quay như là con không nhớ ngày nào bố, như con coi là con coi video bố là khoảng thứ 5 hay thứ 4 gì đó. Mà con đi coi trường là như thứ 4 cô thi mà không post lên cái bà xã nói. Cũng biết sao hay có chuyện gì không thích lâu. Lần này là fan ở YouTube lần đầu tiên gặp anh với con trai. Vui ha, rất là vui gặp được anh với cháu. Đối với gia đình là không phải mình nói đầu môn chót lưỡi không có mà rất quý coi hết. Dạ. Từ bà Tám, từ ông ngoài, từ Việt Nam bay qua đây coi hết các cháu này coi rồi. Cao cao. Ồ, hay quá. Rất là quý mến, không có độc giả nào mà lại quý mến nhất là người thật, người thật. Thôi thì là hôm nay biết đây thì cảm ơn cô chú đã có thời gian để mà nói chuyện và hai cháu. Rồi, không phải rồi. Một ngày nào đó chắc chắn tôi còn phải qua. Dạ, sẽ gặp lại anh nữa nghe. Anh em mình sẽ có dịp vỗ bia mà. Dạ, gặp chị luôn. Thôi thì chào. Chào chị. Chào Vi nghe. Thế nào gặp. Giờ con lấy cái điện thoại. Mình chụp mà không chụp mắt con lấy điện thoại của con ra. Con ra chụp mỗi nhà thờ phải lấy cái này về cái thứ hai khoe cha sư rất là vui gặp được fan ha, gặp được fan ở trên YouTube được rước kiệu của Đức Mẹ nữa. Gia đình mình rất là vui hôm nay. Today was a good day. Rồi chúc cả nhà một ngày vui vẻ và bình an. Bye bye. Bye. See you next time. Bye bye Tin ơi, Cassie.